những lợi ích tuyệt vời của việc hít đất môn thể dục hít đất mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe con người mặc dù bài tập rất dễ thực hiện đơn giản bạn có thể rèn luyện sức khỏe mỗi ngày bằng động tác hít đất ngay tại nhà một phát triển cơ bắp hít đất được xem là động tác giúp tăng cơ tốt nhất vì khi thực hiện động tác này gần như toàn bộ nhóm cơ trên của cơ thể đều tham gia như cơ lõi cơ tay trước cơ tay sau cơ ngực và vai bên cạnh đó các phần cơ dưới cũng góp phần hỗ trợ giúp ổn định chuyển động trong quá trình tập luyện. 2. Cải thiện tư thế hiện nay, rất nhiều người ngồi sai tư thế học cũng như ngồi làm việc sai cách gây ra dáng người bị lệch khi về già. Một trong những nguyên nhân của việc đi, đứng và ngồi sai tư thế là do cơ bắp yếu. Do đó, bạn cần hít đất mỗi ngày để các nhóm cơ được khỏe mạnh làm nhiệm vụ điều chỉnh tư thế được chuẩn hơn. 3. Phòng tránh chấn thương vai hít đất được đánh giá là một trong các cách tập hiệu quả nhất để tránh gây chấn thương vai và tổn thương dây chằng. Tư thế hít đất đòi hỏi mức độ ổn định của cơ bắp, giúp tăng cường sức mạnh của cơ vai, hạn chế bị đau nhức và tránh chấn thương khi tập các bài tập khác. 4. Tăng cường sức khỏe tốt cho tim mạch khi bạn vận động các nhóm cơ cùng một lúc, tim cũng sẽ làm việc nhiều hơn nhằm cung cấp máu và oxy để duy trì hoạt động của cơ thể. Do đó, để có một trái tim khỏe mạnh, Tránh nhiều bệnh nguy hiểm thì bạn nên hít đất mỗi ngày để bảo vệ tim mạch luôn hoạt động tốt nhất. 5. Sản sinh một lượng hormone tăng trưởng trong quá trình hít đất, cơ thể sẽ giải phóng một lượng lớn hormone tăng trưởng khi cơ bắp được vận động nhiều. Hormone này giúp tái tạo và phục hồi các mô, phát triển cơ bắp, hỗ trợ giảm béo và nhiều tác dụng khác. Bên cạnh đó, hormone này còn giúp cải thiện chiều cao đối với người đang ở độ tuổi phát triển. 6. Giãn cơ hiệu quả giãn cơ đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình tập luyện vì giúp giảm đau nhức, tránh chấn thương và tăng hiệu quả cho các bài tập. Hít đất có khả năng giãn cơ rất tốt khi bạn chuẩn bị tập luyện hay hoạt động mạnh, động tác này giúp bạn linh hoạt được các nhóm cơ hơn để ngăn ngừa chấn thương. 7. Ngăn ngừa chấn thương ở vùng lưng dưới Lưng dưới là vùng dễ bị chấn thương nhất trong quá trình tập luyện. Vùng này cực kỳ quan trọng vì khi gặp vấn đề sẽ rất khó vận động. Khi hít đất, Toàn bộ cơ thể sẽ được phối hợp nhịp nhàng để điều khiển các chuyển động. Những phần dễ tổn thương như lưng dưới cũng sẽ được hỗ trợ và trở nên khỏe hơn. 8. Gia tăng lượng testosterone. Đây là loại hormone đặc biệt quan trọng đối với phái nam, tham gia vào nhiều chức năng quan trọng như sinh sản, tình dục, mật độ xương và khối lượng cơ bắp. Nhiều nghiên cứu cho rằng, ít đất giúp thúc đẩy cơ thể sinh sản ra testosterone tự nhiên sẽ bù đắp hàm lượng bị suy giảm khi tuổi tác càng cao. 9 chống loãng xương ngoài các lợi ích trên, hít đất còn giúp xương được chắc khỏe hơn, từ đó giúp chúng ta tránh được các vấn đề về xương khớp như loãng xương, xương dễ gãy và đặc biệt là đối với người lớn tuổi. Vì vậy, hãy tập cho mình một thói quen tốt ngay khi còn trẻ để có một sức khỏe thật tốt. 10. Không cần tốn nhiều chi phí và thời gian hít đất rất phù hợp cho những ai có công việc khá bận rộn và không muốn đứng đợi hay chen chúc để có máy tập chống ở phòng gym. Vậy tập ở nhà là cách tốt nhất với các bài tập hít đất quen thuộc mỗi ngày chỉ cần vài phút là bạn có thể tạo ra sự khác biệt. 11. Giải tỏa stress, căng thẳng giống như một số bài tập thể dục, thể thao, hít đất hỗ trợ sản sinh ra hormone endorphin hay còn gọi là hormone hạnh phúc. Nó giúp giảm thiểu được cảm giác mệt mỏi, giúp bạn cảm thấy vui vẻ, yêu đời và thoải mái hơn. 2. Một số lưu ý trong quá trình hít đất hít đất cần đúng tư thế bước một, hai tay và hai mũi chân chống xuống sàn, Bàn tay nằm thẳng so với vai, thân người phải tạo thành một đường thẳng từ gót chân đến đầu. Bước 2, thân người luôn giữ đường thẳng, từ từ hạ thấp người xuống đến khi ngực chạm sàn, đồng thời hít vào. Bước 3, cơ bụng căng cứng, thở ra và đưa người lại vị trí ban đầu. Người mới tập không nên tập với cường độ quá cao, ngày đầu tiên tập chỉ nên khởi động 10 đến 15 lần. Các ngày kế tiếp nâng dần lên từ 35 đến 40 lần rồi có thể nâng từ từ lên 50 đến 100 lần và nên nghỉ ngơi nếu cảm thấy đuối sức. Đối với người tập lâu và thể lực tốt mỗi ngày có thể tập hơn 200 lần. Hy vọng bài viết trên đây của kênh nhịp sống nhanh có thể giúp bạn hiểu hơn về các tác dụng mà động tác hít đất mang lại. Bạn nên có kế hoạch luyện tập từ ngày hôm nay để có được một cơ thể khỏe mạnh và những lợi ích tuyệt vời bên trên. Bên cạnh đó, để tăng cường sức khỏe một cách tốt nhất bạn nên kết hợp hít đất với một số dụng cụ thể thao để tập luyện tại nhà và có thể linh hoạt thời gian tập luyện hơn mà không cần đến phòng tập gym